Xin chào các bạn, Hải Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Mới Mỗi Ngày. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Sở hữu điểm trên trang Duban cao, phim Hoa ngữ Sơn Hà Lệnh đã đưa tên tuổi Cung Tuấn nổi đình nổi đám. Thậm chí Sơn Hà Lệnh ra mắt với số điểm trên trang Duban là 8,3 trên 10, rồi sau đó tăng lên 8,6. Đây là số điểm khủng mà không phải tác phẩm Hoa ngữ nào cũng đạt được. Từ tác phẩm này, Cung Tuấn từ một tên tuổi không quá hot đã chính thức nổi đình nổi đám, thậm chí anh còn nhiều lần lọt top ở nhiều bảng xếp hạng sao nam Hoa ngữ. Điều này khiến nhiều người kỳ vọng rằng anh sẽ tiếp bước được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc thành nam thần màn ảnh thế hệ mới. Tuy nhiên, vì Sơn Hà Lệnh có nét tương đồng về nội dung so với Trần Tình Lệnh, nên cũng dễ khiến Cung Tuấn bị đặt lên bàn cân so sánh với Tiêu Chiến của Trần Tình Lệnh. Sina mới đây đã phân tích về những điểm tương đồng, điểm mạnh, điểm yếu, sự khác nhau của Cung Tuấn và Tiêu Chiến để đưa ra kết luận rằng Sơn Hà Lệnh không phải là bộ phim đam mỹ đầu tiên mà Cung Tuấn đóng. Trước đây anh từng đóng một vai tương tự trong bộ phim trực tuyến Thịnh Thế, tuy nhiên bộ phim này đã bị hoãn chiếu vĩnh viễn tại Trung Quốc vì có quá nhiều cảnh nóng. Cung Tuấn cho thấy bản thân có đất dụng võ ở thể loại phim được ưa chuộng nhất đất nước tỷ dân. Bên cạnh đó, sau Sơn Hà Lệnh, sự nổi tiếng của Cung Tuấn được cho là nhờ vào cách truyền thông khéo léo của nam diễn viên này, chứ không phải là hoàn toàn nhờ vào thực lực của anh. Cung Tuấn xuất hiện trong các sự kiện, chương trình, liên tục xuất hiện trên truyền thông, v.v. Thế nhưng dù hiện tại độ nổi tiếng của Cung Tuấn đã khá hơn, nhưng nguồn lực của anh và Tiêu Chiến lại khá khác nhau. Có thông tin cho rằng nam diễn viên của Sơn Hà Lệnh có studio riêng do anh đứng tên làm công ty quản lý, nhưng đơn vị phụ trách hợp đồng kinh doanh và hợp đồng phim lại là những tên bên khác phụ trách. Điều này giúp cho Cung Tuấn có được nhiều mối quan hệ để kết nối rộng hơn trong công việc, được quyền lựa chọn những kịch bản mình thích. Trong khi đó, toàn bộ các hợp đồng điện ảnh và truyền hình của Tiêu Chiến đều do công ty quản lý của anh và Tencent phụ trách. Do đó, hầu hết các tài nguyên từ quảng cáo, đóng phim, sự kiện, v.v. của nam diễn viên Trần Tình Lệnh trong những năm gần đây đều được hỗ trợ bởi Tencent. Trong khi đó, Tencent là một đơn vị truyền thông giải trí lớn trong ngành giải trí Hoa ngữ, nên gà nhà cũng được ưu ái, luôn được tìm cách giữ nhiệt, cũng như Tiêu Chiến cũng liên tục được ưu ái cho nhiều dự án lớn. Đổi lại, nam diễn viên không được quyền tự do, được thoải mái chọn kịch bản như Cung Tuấn, mà sẽ ở trong tình thế phải làm theo công ty quản lý. Bởi thế, Cung Tuấn khó có thể thành Tiêu Chiến thứ hai vì con đường của cả hai hoàn toàn khác nhau. Cung Tuấn khó có thể có được những dự án lớn như Tiêu Chiến để vươn được đến những đỉnh cao khác nhau. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Mới Mỗi Ngày. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.